trụ đã lắp, nhưng lưới chắn an toàn cho cao tốc Quảng Ngãi đoạn qua thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh vẫn chưa được lắp đặt. Trên công trường không một bóng công nhân thi công, những tấm lưới chắn nằm ngổn ngang. Người dân trong khu vực lo lắng khi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã đưa vào vận hành khai thác, nhưng hành lang bảo vệ an toàn hai bên tuyến là lưới chắn chưa được lắp đặt hoàn thành. Nó mất an toàn là sợ nhất là con em nhỏ đi học đó, là nhiều đứa nó không có ý thức là nó chạy lên, chạy xuống là mình sợ trẻ em đó, nhất trẻ em với người lớn thì họ biết. Đó, điều thứ nhất với thứ nhì nữa là lỡ xá lỡ là hồi có cháu có đùa. Đó là thế là thấy là không an toàn rồi. Hiện đoạn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều điểm chưa lắp đặt lưới chắn an toàn. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 8, chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là Tổng công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cam kết sẽ thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình còn dang dở, trong đó hệ thống lưới chắn cao tốc qua tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 10. Tuy nhiên, đã là thời điểm cuối tháng 10 nhưng trên 4.400 mét tôn lượn sóng dùng làm lưới chắn bảo vệ hành lang cao tốc vẫn chưa hoàn thành công tác lắp đặt, gây bức xúc trong dân. Quá chậm làm không làm gì vậy, mà nếu hiện nay lớn là lưới là làm hết sang rồi mới được vô thông được, mới đi được. Giờ không chịu rồi lưới mà để vậy rồi xe chạy đêm hôm rồi chó mèo rồi nó bươn qua rồi coi như đại đường đi đó, chứ không đâu. À, vậy là phải cố gắng tranh thủ mà làm. Theo phản ánh của người dân, với tốc độ tối đa cho phép của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 120 km/h, nếu thiếu đi hệ thống lưới chắn phòng ngừa gia súc lên đường cao tốc thì nguy cơ tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi. Bởi thực tế, nhiều vụ va chạm giữa xe lưu thông và gia súc trên cao tốc này đã xảy ra.